Chào mọi người nhé. Mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại khu vực xã Lậm Lúc này. Phía trước mình chính là cái con đường dẫn đến cái thủy điện Lậm Lúc mà hôm vừa rồi là bị sạt nở núi và sập cái nhà điều hành và làm rất là nhiều người thương vong ấy. Đây các bạn này. Hiện tại thì cái hiện trường cái vụ sạt lở nó vẫn còn rất là kinh khủng này. Đây mới là cái con đường dẫn đến cái thủy điện đây, chứ chưa đến thủy điện mọi người nhá. Mà con đường nó phía ngoài này cũng bị sạt lở kinh khủng như này. Mọi người thấy khủng khiếp không ạ? Cả một cái mảng quả núi cao này nó sạt lở xuống và nó lấp hết con đường. Chỗ mình đang đi là một con đường. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì không còn dấu vết của một con đường nữa. Và đoạn đường này di chuyển rất là khó khăn. Cho nên là mình quyết định đi bộ để đi tiếp cận cái thủy điện này. Và cho mọi người thấy cái vụ sạt lở tại nhà điều hành nó như thế nào nhá. Phía trước mặt mọi người kia chính là cái thủy điện rồi đấy. Và phía bên ngoài nó sạt lở khủng khiếp như này mọi người này. Kinh khủng không ạ? Cả một cái mảng lớn của quả núi này nó đổ sập xuống đây, xuống con đường này và nó gần như là nó chặn luôn cái dòng sông này luôn mọi người ạ. Thực sự rất là khủng khiếp. Như hôm vừa rồi đây mọi người nhìn này, cả quả núi này nó đổ sập xuống và có thể nói là chặn luôn cái dòng sông này. Khủng khiếp không mọi người? Bây giờ mình sẽ tiếp cận đến cái thủy điện này, xem cái nhà điều hành mà bạn bị sập nhà điều hành thì nó ở chỗ nào nhé. Thực sự rất là khủng khiếp. Mọi người thấy đây, mà chỗ này đi qua cái đoạn này thực sự nó cảm giác rất là sợ hãi luôn mọi người, bởi vì cái vách núi nó rất là cao. Đây, phía trước kia là cái nhà thủy điện rồi mọi người. Mọi người có thể thấy là đặc thù ở khu vực miền núi này thì các con đường thường men theo cái sườn núi này, sườn đồi này đấy, thì thường là một bên sẽ là dưới vực sâu sông suối chẳng hạn đấy, và một bên sẽ là cái ta luy rất là cao. Thế là mùa mưa bão thì nguy cơ sạt lở rất dễ xảy ra mọi người ạ. Đây là thủy điện Lậm Lúc này mọi người này. Lậm Lúc này là cái tên xã luôn mọi người ạ. Xã Lậm Lúc thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai nhé mọi người. Đây mọi người xem này.
một bên là cái ta luy rất là cao. Nó một khi nó mà đổ sập xuống thì thực sự là vô cùng là thảm khốc. Đây mọi người, đây là thủy điện Nậm Lúc này. Em thấy quả núi mà nó sạt lở, nó lấp cái nhà điều hành thì nó là chỗ nào mọi người nhé. Đây mọi người ơi, phía trước mặt mọi người chính là cái quả núi mà nó bị sạt lở mà lấp cái nhà điều hành này. Ủa, mọi người thấy khủng khiếp không ạ? Đây này mọi người này. Thực sự nó quá khủng khiếp luôn đấy. Nó giống như cả một quả núi mà nó bị đổ sập xuống đấy mọi người. Không biết mọi người nhìn trong camera mọi người có cảm nhận được không, nhưng trên thực tế nhìn nó rất là khủng khiếp, mà một quả núi cực kỳ là to luôn. Thực sự. Và phía dưới này thì cái chỗ mà cái máy xúc đang làm việc kia chính là cái khu vực nhà điều hành mọi người nhé, nhà điều hành của cái thủy điện. Mà cả một quả núi này nó đổ ập xuống, coi như nó vùi lấp toàn bộ cái khu vực nhà điều hành luôn. Mọi người vẫn còn nhìn thấy là cái dấu vết nó còn đắp đất đai các thứ vẫn còn rất là nhiều, nó tràn nấp vào trong khu vực của cái nhà của tòa nhà của thủy điện này. Sự khủng khiếp không ạ? Và như một số người ta có mặt ở đây, người ta chứng kiến thì một số anh em khá là đông công nhân viên làm việc tại cái thủy điện này ấy, thì ở trong cái tòa nhà kia thì may mắn là còn sống sót đấy. Còn một số cán bộ của cái thủy điện này, trong đó có anh giám đốc ấy, rất là trẻ, hình như là có sinh năm 87 hay 88 gì đó thôi mọi người, thì là ngủ nghỉ tại cái nhà điều hành này thì là bị cả quả núi này nó ập xuống và nó chôn vùi luôn. Thực sự rất là khủng khiếp. Cả một quả núi nó đổ xuống. Sự quá là dã man. Đặc thù trên miền núi này, nói chung trừ những khu vực đô thị ra thì đồng bào người dân ở trên khu vực miền núi này thì đa phần là sinh sống bám theo những cái sườn đồi sườn núi này mọi người này đấy, chứ không riêng gì cái thủy điện này. Mùa mưa bão xảy ra thì thực sự là vô cùng nguy hiểm.
Đây là toàn bộ cái khung cảnh thủy điện Nậm Nhúc. Sau khi cái vụ sạt lở kinh hoàng gây thương vong rất nhiều người xảy ra mọi người nhé. Trên tỉnh Lào Cai cũng như là khu vực Tây Bắc nói chung thời gian vừa qua thì có xảy ra rất là nhiều vụ sạt lở núi rồi là lũ quét rất là kinh hoàng, làm thiệt hại vô cùng là nặng nề, thậm chí có những nơi thương vong đến cả hàng trăm người và rất là nhiều ngôi nhà, hàng trăm ngôi nhà bị vùi lấp, thì khu vực này là một trong những số đó. Và rất không may là cái nhà điều hành là bị cái ngọn núi này nó đổ sập xuống và nó dẫn đến làm thương vong rất nhiều người mọi người ạ. Trên đây là toàn bộ cái khung cảnh khu vực thủy điện Nậm Nhúc. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.